Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 27 Tây của tháng 3 của năm 2017 và chương trình luật di trú và nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Chương trình này sẽ được trở lại vào sáng ngày mai, 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng ở khu vực Houston là đài truyền hình Việt Face và Việt TV ở Dallas. Trong chương trình tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên thì Tuấn đề cập về cái tin tức mới nhất liên quan về cái Cable là cái nhắn tin của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho tất cả các lãnh sự quán về cái quyết định hành pháp. Rồi sau đó thì Tuấn sẽ tiếp đón tất cả những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. đó Rồi phần 2 của chương trình thì mình có cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2017. Nếu mà quý vị muốn chuẩn bị để gọi vào cho chương trình chiều tối nay thì bây giờ cho Tuấn xin mời quý vị gọi vào số điện thoại là số toll free. 844 858 7000. Đó là 844 858 7000. Mở đầu chương trình thì có cái tin mới nhất là qua cái báo cáo của New York Times vào tuần vừa qua là cuối tuần vừa qua thì New York Times có cho biết rằng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Rex Tillerson có gửi cái cable là cái điện tín cho tất cả cái lãnh sự quán và đại sứ quán của nước Hoa Kỳ ở ngoài nước Mỹ ở trên thế giới. Thì cái điện tín này nó liên quan tới cái 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 sự uh, bản ghi chú của ông Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện vào ngày mùng 6 tây của tháng 3 của năm 2017. Nhớ rằng chúng ta vẫn còn có ba cái quyết định hành pháp. Cái quyết định hành pháp mà bị tranh chấp trên tòa là cái quyết định pháp liên quan về cái vấn đề cấm cái vấn đề chương trình tị nạn hoặc là cấm những người trong bảy quốc gia thì sau đó ngày mùng 6 tây ông ta 6 tây tháng 3 năm 2017 ông ta đưa ra cái quyết định pháp bổ sung thì ngoài cái vấn đề cái quyết định pháp bổ sung vào ngày mùng 6 tây tháng 3 thì ông tổng thống Donald Trump có đưa ra cái memorandum là cái bản ghi chú hướng dẫn cho bộ trưởng bộ nội an bộ trưởng bộ ngoại giao rồi bộ trưởng bộ tư pháp phải thi hành mật luật di chú rất là chặt chẽ gọi là heightened scrutiny đó để tránh những cái vấn đề gian lận hoặc là tránh về những cái gì liên quan về vấn đề an ninh quốc phòng thì sau đó thì chúng ta có cái điện tín từ bộ trưởng bộ ngoại giao cho tất cả cái lãnh sự quán đó và đại sứ quán để như thế nào thi hành cái vấn đề cấp thị thực và để vào nước Mỹ. Đây cấp thị thực vào nước Mỹ thì đa số mình đề cập về cái vấn đề ngoại định cư giống như du lịch và du học. Đó. Cho nên cái tin mà uh, Tuấn đưa ra ngày hôm nay là cái tin tức liên quan về cái nhà báo New York Times nói về cái điện tín mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn cho tất cả các lãnh sự quán và đại sứ quán uh, như thế nào để thi hành những cái vấn đề À, cấp thị thực trước khi cấp thị thực cho người ta để vào nước Mỹ. Đây là áp dụng cho tất cả thế giới. Đó. Không nhất thiết không nhất thiết là những cái nước mà đã bị cấm trước đây. Đó. Thì cái này nó có thể áp dụng cho nước Việt Nam. Nhưng mà ngược lại nước Việt Nam của chúng ta thì không có nhiều cái trường hợp là những người đơn sự là Hồi giáo. Đó rất là ít thôi. Nhưng mà trong cái điện tín này không có đề cập về đó. Đây trong cái điện tín nói tất cả các hồ sơ. Thì hôm nay Tuấn chỉ nói sơ qua thôi rồi sau đó Tuấn sẽ tiếp đón cái câu hỏi của quý vị. Thì nói tóm lại đó là bây giờ cái lãnh sự quán. Okay? Và cái đại sứ quán phải coi cái cấp cái thị thực cho vào nước Mỹ cho dù là du lịch hoặc là du học hoặc là bất cứ gì ngoại định cư là liên quan về cái quyết định an ninh quốc phòng. Đó. Cho nên nó không phải là vấn đề sự cấp thị thực nữa. Mà cái thị thực này lại liên quan về an ninh quốc phòng. Cho nên phải sử dụng cái tư chuẩn nó gọi là heightened scrutiny là cứu xét rất là khó khăn. Thì đây trong cái 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 cứu xét này thì cái nhân viên của cái lãnh sự quán phải áp dụng ít nhất là những cái points hoặc là những cái điểm sau đây là phải coi về cái lịch sử của người ta đã đi bao nhiêu lần rồi. Coi về cái những cái, trong vòng 15 năm vừa qua. Phải coi vào những cái tên của con người ta, anh em người ta hoặc là vợ chồng trước nếu mà trước đây không có kê khai trong cái đơn xin đi uh, đi phỏng vấn hoặc là đơn xin đi định cư. Coi lại cái địa chỉ của người ta trước đây 15 năm nếu mà cái địa chỉ nó khác. Và coi lại những cái số trong cái hộ chiếu người ta có khác gì hay không. Công an việc làm người ta phải ngó lại trước 15 năm. Tất cả cái số điện thoại tất cả những cái địa chỉ của người ta và tất cả những cái hệ thống vi tính xã hội giống như là social media năm năm vừa qua. Và coi người ta có đi qua những cái nước mà liên quan về vấn đề khủng bố giống như bên Trung Đông hay không. Và coi lại tất cả những cái địa điểm, những cái ngày và mục đích người ta có mặt ở trong nước Mỹ để làm gì và tất cả những cái chứng cứ như thế nào. Khi thắc mắc phải ngưng hồ sơ, phải đòi hỏi tất cả giấy tờ. Cho nên nói tóm lại đây là những cái yếu tố, những cái điểm mà các nhân viên của lãnh sự quán bây giờ phải bắt buộc, phải áp dụng, giải quyết bất cứ cái hồ sơ nào cho dù bất cứ ở đâu. đó Thì nó ảnh hưởng cho nước Việt Nam là như thế nào? Thì trong cái buổi họp đầu tháng 3 vừa qua thì mình biết rằng mỗi tháng hoặc là mỗi ngày, mỗi ngày có gần tới 500 cho tới 600 hồ sơ xin đi du lịch và du học. Nhớ Việt Nam là 2 phần 3 là hồ sơ đi du lịch, 1 phần 3 là hồ sơ đi du học. Rất là ít là những cái hồ sơ lao động. Cho nên đa số những cái hồ sơ mà thấy trong Việt Nam là hồ sơ đi du lịch và đi du học thôi. Thì hiện tại bây giờ mỗi ngày khoảng 500 cho tới, tới 600 hồ sơ. Nhưng mà nếu mà căn cứ vào cái này đó, thì người ta muốn slow down, coi lại chậm lại cứu xét nó chặt chẽ hơn thì có thể cái con số giải quyết hồ sơ hàng ngày nó không cao giống như 500 cho tới 600 mà cái con số nó có thể khoảng 120 cho tới mấy trăm hồ sơ thôi. Có thể nó khác tại vì nước Việt Nam không có nhiều đơn sự từ nước bên Trung Đông. Nhưng mà ngược lại cái cable này nó áp dụng cho tất cả cái lãnh sự quán và tất cả cái đại sứ quán không nhất thiết phải nằm ở trong Trung Đông. Cho nên đây là cái vấn đề mà có thể ảnh hưởng cái nước Việt Nam và cái cấp cho cái thị thực nếu người ta muốn đi du lịch hoặc đi du học vào. Và nếu mà biết như vậy thì khi mà một người từ Việt Nam muốn xin đi du lịch hoặc đi du học phải chuẩn bị sớm hơn. Mà phải chuẩn bị về cái lý lịch của người ta không phải 5 năm và nhiều khi phải trở lại trước 15 năm nữa. Thưa quý vị, đó là phần đầu của chương trình chiều tối nay và kế tiếp thì cho Tuấn xin mời quý gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là số điện thoại miễn phí 844-858-7000. Khi gọi vào rồi nhớ rằng đây là một cái chương trình để trực tiếp cập nhật với quý vị. Và nếu mà quý vị chuẩn bị thì quý vị trình bày trực tiếp những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Vặn nhỏ cái TV xuống khi quý vị gọi vào rồi. Và nếu mà Tuấn không còn cái câu hỏi nữa thì quý vị có thể vặn lớn cái TV lên. Và trong chương trình này mình chỉ có đề cập vấn đề luật di trú và nhập tịch mà thôi. Và cuối cùng nhớ rằng Tuấn lúc nào cũng khuyến khích quý vị nên tham khảo trực tiếp với luật sư quý vị hơn. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên đó là tại thành phố Houston cho Tuấn xin mời cô Hạn. Cô Hạn ở Houston xin mời cô lên tiếng đi cô Hạnh. Cô Hạn ở Houston xin mời cô lên tiếng đi cô. À, chào luật sư Tuấn. Dạ vâng. Mời cô trình bày ạ. À. Ba má tôi có thể sanh 10 năm Dạ chào luật sư Dạ yeah, tôi nghe Bà má cô có thể sanh 10 năm Rồi cô tiếp tục đi ạ Còn 2 năm nữa Thì vào tháng 5 2019 Hết hạn Từ ngày có thể sanh đến nay Thời gian ba má tôi ở Mỹ Chỉ hơn 1 năm Tôi có hai câu hỏi Câu hỏi thứ nhất khi đổi thể xanh có được sở di trú chấp nhận. Câu hỏi thứ hai, Hiện tại ba má tôi chỉ có check in cao and credit card. Ba má tôi nên làm gì để đến lúc họ đổi thẻ xanh được chấp nhận dễ dàng? Ok, cô Hạnh. Uh, ngoài cái câu hỏi này còn câu hỏi khác cho tôi không? Dạ không, thưa luật sư. Dạ vâng, cảm ơn cô. Uh, cho cho Tuấn uh, trả lời cái này cho cô Hạnh nha. Đừng có confuse, đừng có hiểu lầm. Cái điều kiện để mình ở đây trở lại đây với cái điều kiện để vào quốc tịch hoặc là điều kiện để xin đổi hoặc là gia hạn thẻ săn 10 năm. Ok. Cho nên khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi của cô như vậy thì Tuấn cảm thấy cô đã có cái sự hiểu lầm rồi. Ok. À, đầu tiên là nếu mà thẻ săn sắp sửa hết hạn, đây mình nói thẻ săn 10 năm nha chứ mình không phải nói thẻ săn 2 năm theo diện vợ chồng hoặc là đầu tư. Thẻ săn 10 năm nếu mà sắp sửa hết hạn thì nó có những cái điều kiện đầu tiên như thế này mình chỉ có quyền gia hạn sớm nhất là 180 ngày trước khi hết hạn. Rồi khi mình gia hạn thì mình phải vẫn là thường chủ nhân ở đây. Thường chủ nhân ở đây cho dù cái thời điểm mình ít khi ở đây hoặc là cái thời điểm mình ở Việt Nam nhưng mà mình vẫn qua lại giống như bình thường. Thì nếu mà đã có mặt ở đây thì cái đó gia hạn không có gì trở ngại hết. Cho nên cho dù cái 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 tài khoản ở đây hoặc là thời gian ít ở đây khi mình làm cái Y90 là cái gia hạn thẻ xanh 10 năm thì cái đó nó không phải là cái vấn đề để cạp cô. Nào, nếu mà gia hạn thẻ xanh 10 năm mà có vấn đề với luật pháp thì nó là chuyện khác. Tại vì cái gia hạn thẻ xanh 10 năm nó chỉ có hai cái yếu tố thôi là có phạm tội hay không và mình còn lưu lại cái tình trạng thường trú nhân hay không. Đa số khi mình đã trong nước Mỹ rồi thì người ta coi mình là người thường trú nhân. Còn cái điều kiện để vào quốc tịch hoặc cái điều kiện mà thường xuyên đi về Việt Nam muốn trở lại thì cái đó nó khác với cái thủ tục gia hạn thẻ xanh cho nên nếu mà thẻ xanh này tháng 5 năm 2019 hết hạn thì cuối năm 2018 có thể bắt đầu làm được rồi cảm ơn cô hạnh rất là nhiều và bây giờ cho Tuấn đi qua tiểu bang Massachusetts thành phố Boston xin xin mời cô Hoa mời cô Hoa lên tiếng để cô Hoa dạ dạ à, cô Hoa welcome cho cái chương trình luật di trú và nhập tịch mời cô trình bày đi ạ dạ dạ ông đang nói chuyện còn đang nói chuyện với người kia mà cô Hoa cô đang trực tiếp với luật sư Tuấn ạ à, mời cô trình bày đi ạ dạ 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 chào luật sư dạ chào luật sư tôi hỏi câu này tôi là dạ 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 okay. mẹ tôi có lãnh hai vợ chồng người con gái ở bên Việt Nam với lại mấy đứa cháu ngoại dạ dạ mẹ tôi lãnh hai vợ chồng người con gái với lại mấy đứa cháu ngoại ở bên Việt Nam nhưng mà bây giờ cái người con rể người ta mất rồi thì chỉ còn cái người con gái như là mấy mấy đứa cháu ngoại thôi vậy, vậy thưa luật sư như vậy bây giờ phải làm sao ạ? À? OK cô Hoa cho Tuấn hỏi vài câu đừng có cúp điện thoại ha mẹ dạ, cô vào dạ. lãnh từ hồi nào? Dạ bà già lãnh từ hôm tháng uh, 6 hai nghìn sáu luật sư dạ vâng người con dạy à. mất hồi nào ạ? Dạ mất hôm tháng uh, tháng 2 tháng 2 2007 à, 2017 năm nay này bác sĩ, à, là bác sĩ Dạ vâng. Cháu ngoại có đứa cháu nào ham 21 hoặc là sắp sửa 21 không? Dạ có một mấy đứa kia lớn còn chỉ một đứa là gần tới 21 21 tuổi. Dạ vâng. Tháng 2 này, tháng 2 này là 21 tuổi bác sĩ. Dạ vâng. Có có cháu nào 22, 23 còn độc thân hay không? Dạ 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 không. Okay. 25 tuổi trở lên rồi bác sĩ à, uh, luật sư chỉ có một đứa là tháng 12 năm này là là 21 tuổi. Dạ vâng, cho tôi hỏi câu kế tiếp này. Ok. Dạ. Nào, nộp hồ sơ tháng 6 năm 2006 sở di trú nó chấp thuận hồi nào? Chấp thuận à, tháng 9 năm 2006. Cho nên 3 tháng sau nó chấp thuận. Dạ. Dạ vâng. Ok, cô Hoa tôi muốn cô cúp điện thoại nhưng mà trước khi cúp điện thoại đó à, cho tôi nhắc nhở cô nếu mà cô không hiểu cái gì tôi trả lời đó làm ơn đi gặp luật sư để giúp cho các hồ sơ này liền ok à, cảm ơn cô Hoa rất là nhiều ok à, thưa quý vị đây là một cái câu hỏi mà cũng tốt là cô liên lạc liền hoặc là cô gọi vào liền được ngày hôm nay thì cho quý vị hiểu rằng đây là người mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, hồ sơ nộp vào từ tháng 6 của năm 2006. À, thì à, đây là hồ sơ ưu tiên 3, nhưng mà tháng 2 vừa qua thì người con dẻ đã mất rồi. Cho nên cái hồ sơ này khi người con dẻ mất vào tháng 2 của năm 2017 thì cái hồ sơ này không còn là ưu tiên 3 nữa là ưu tiên 1 ưu tiên một ngay bây giờ có quyền phỏng vấn liền tại ưu tiên một bây giờ cái cái thứ tự nó đảo, đảo hạn đảo hạng cho những hồ sơ nộp trước năm 2010 nộp trước năm 2010 hồ sơ này là năm 2006 nhưng mà cái hồ sơ này nó thay đổi cái thứ tự tại vì cái chuyện không may nó xảy ra cho cái gia đình ở Việt Nam thôi là người con dễ mất là con gái trở thành quá phụ thì cái hồ sơ này tự động chuyển lên ưu tiên một nào nó rất là quan trọng là cái vấn đề đứa cháu ngoại và cái mặt luật bảo vệ trẻ em. Đó. Thì cái đứa cháu ngoại nhỏ nhất đó, thì sắp sửa 21 tuổi. Thì ngay cái ngày người cha mất, ha, ngay cái ngày người cha mất là cái hồ sơ lên ưu tiên một là cái đầu tiên. Ngay cái ngày người cha mất, cái hồ sơ này đáo hạn luôn. Cho nên cái hồ sơ này nó đáo hạn ngay cái ngày người cha mất. Đó, thì nghĩa làm sao? Nghĩa là phải lock in, phải khóa cái tuổi của đứa cháu ngoại đó nếu mà được ăn theo. Căn cứ vào luật bảo vệ trẻ em là C-SPA trong vòng một năm. Nghĩa là từ đây cho tới tháng 2 của năm 2018 phải submit cái DS-260. Cho nên bây giờ cần làm gấp cái gì? Cần bổ sung cái giấy chứng tử vào cái hồ sơ này. Và hy vọng cái hồ sơ này đang nằm với trung tâm visa. Bổ sung vào yêu cầu đóng tiền, yêu cầu làm cái DS-260 làm trước vào tháng 2 của năm 2018, trước ngày dỗ một năm của người à, con dẻ đó. Thì cái đứa à, cháu đó sau này cho dù 21 tuổi vẫn có quyền được ăn theo. Hồ sơ này nếu mà tốt đẹp thì hy vọng à, có thể phỏng vấn từ 6 xin lỗi từ 8 tháng cho tới 10 tháng, à, 10 tháng nữa. Cảm ơn cô Hoa ở Boston rất là nhiều. Make sure cô follow up với hồ sơ này. Make sure nếu mà bên nó không hiểu, make sure phải liên lạc với một luật sư nào để giúp cho cô. À, cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn. Xin mời cô Vân Anh. Cô Vân Anh ở Houston. Xin mời cô Vân Anh lên tiếng đi Dạ. Xin chào luật sư ạ. Chào cô. Dạ. Xin luật sư tôi vấn dùm giúp gia đình tôi đã định cư tại Mỹ. À uh, năm 2015 riêng chồng tôi do có một số công việc chưa được giải quyết uh, nên uh, năm 2014 chồng tôi chưa có đóng tiền để mở form DS 260 thì xin hỏi luật sư là cái hồ sơ bảo lãnh của chồng tôi còn có hiệu lực hay không ạ? À? Và có hỏi tiếp là nếu còn hiệu lực nhưng mà nay chúng tôi muốn thay đổi người bảo đồng bảo trợ tài chánh thì uh, có được không? Hồ sơ gồm những gì xin luật sư tư vấn giúp ạ. À. Cô, cô Văn Anh, đừng có cấp điện thoại nha, đừng có cấp điện thoại. Yeah. 2015 yeah. qua đây theo diện gì? Dạ, yeah. diện uh, F3 cha mẹ bảo lãnh. Đó. Dạ vâng, cha mẹ cô bảo lãnh cho. Dạ. Okay. Yeah. À, lúc đó có kê khai là người chồng đầy đủ hết hay không? Dạ, yeah. uh, trong cái hồ sơ bảo lãnh thì gia đình... Để đi, cho tôi, xin lỗi, là... xin lỗi, để cho tôi cắt ngang. Trong cái hồ sơ của cô khi đi có kê khai đầy đủ hết và trình bày là ông xã của cô chưa có muốn đi không? Dạ không ạ. Ok. Bây giờ ông ta có ready để qua bên này chưa? Dạ có. Dạ vâng. Cho tôi hỏi lại cái câu này và tôi cảm thấy cô có sự hiểu lầm rồi. Khi mà đi phỏng vấn, khi mà nộp đơn xin phỏng vấn cái ds 60, và khi làm giấy tờ và khi cuộc phỏng vấn có cho biết rằng là cô có chồng và chồng cô chưa có ý định định cư không với lãnh sự quán dạ có dạ vâng cảm ơn cô ok cô dạ cảm, ơn, uh, cảm ơn. dạ vâng cảm ơn cô và bây giờ cô có thể cúp điện thoại được rồi ok um, đây là cái câu hỏi liên quan về cái diện ăn theo diện ăn theo um, trong cái 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 trong cái trường hợp này đó là người người vợ ở bên này được qua theo cái hồ sơ bảo lãnh của ba má cô ta và từ hồi đó cho tới bây giờ khi qua cô ta vẫn còn hôn thú với người chồng ở bên Việt Nam à, đây là cái câu hỏi mà tôi nghĩ nhiều người theo dõi chương trình này especially nhiều người theo dõi ở bên Việt Nam có thể à, thấy nó thách rất là thông dụng nếu mà trong nếu mà rơi vào cái trong cái hoàn cảnh này thì basically cái hồ sơ này là ưu tiên ba cha mẹ có tự bảo lãnh cho con gái đã lập gia đình nhưng mà khi tới cái thời điểm mà đáo hạn người con dễ chưa có chuẩn bị để đi định cư vì công an việc làm vì luật vì trong gia đình hoặc là bất cứ cái gì đó cho nên nhiều người trong cái hoàn cảnh mà nói tôi chưa muốn định cư tôi không làm gì hết thì cái đó nó rất là sai lầm. Tại vì khi không làm gì hết, trong vòng một năm mà cái thứ tự nó đã tới, thì cái hồ sơ nó có thể chấm dứt. Nhưng mà trong cái trường hợp này cô Vân Anh làm rất là đúng là cô có thể sắp xếp cô đi trước, còn người ta còn ở lại tại vì công ăn việc làm hoặc là trong vấn đề gia đình, thì người ta đi sau vẫn được. Thì cái câu hỏi của cô present ngày hôm nay là như thế này. Nếu mà cô qua như vậy, lúc cô đi phỏng vấn, cô kê khai hết, rồi cô trình bày cho lãnh sự quán là chồng tôi chưa có muốn đi, sau này có thể đi. Thì ngay bây giờ ông ta vẫn có quyền được ăn theo cái hồ sơ của ba má của cô. Đó. Cho nên ông ta có thể liên lạc với cái lãnh sự quán để xin tiếp tục ăn theo. Đó thì cái lãnh sự quán sẽ yêu cầu cái sở ý chú trả lại cái hồ sơ của cô từ bên Mỹ gửi lại cái hồ sơ từ bên Mỹ cô đã định cư để cho người ta làm cái thủ tục thì cái thủ tục đó có thể tới một năm thì ông ta mới có thể được phỏng vấn và đi theo. Đồng thời là nhiều khi trong cái hoàn cảnh này cô nên sơ cua nữa một cái hồ sơ là vợ bảo lãnh cho chồng. Tại vì cái gì tôi đang giải thích là hồ sơ ăn theo của cái F3. Nhưng mà cũng nên sơ cua cái hồ sơ diện vợ chồng just in case là cái hồ sơ ăn theo nó có thể kéo dài hơn. À, cảm ơn cô Văn Anh rất là nhiều. À, đây là một cái câu hỏi mà Tuấn cảm thấy là nhiều người ở Việt Nam chưa có chuẩn bị đi. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là phải đi hết một gia đình luôn, không nhất thiết như vậy. cái người chủ hộ cần đi, người chủ hộ rồi sau đó người ăn theo có thể được đi. nhiều khi cái nhà cửa chưa bán hoặc cơ sở thương mại chưa có sắp xếp được, thì người ta ở lại người ta quyết định một thời gian. cái đó là chuyện bình thường rất là bình thường thôi. À, thưa quý vị tới đây hết thì uh, cho phần đầu của chương trình chiều tối nay và chiều tối nay là ngày 27 tây của tháng 3 của năm 2017 và chúng ta sẽ trở lại phần 2 của chương trình trong vòng giây lát.